Xin chào tất cả các bác nhé. Lâu lâu mới về được cái mẫu na vòm huyền thoại. Cái mẫu này nếu mà nói về một năm về trước thì em bán chắc số lượng phải đến hàng nghìn con rồi. Nhưng mà tuyệt nhiên sang năm nay thì không thấy có hàng về. Lâu lâu mới có được mấy chiếc. Và rất là nhiều các bác khách hàng quen thuộc và các khách hàng mới hỏi cái dòng này. Đấy, nhưng mà không có hàng các bác ạ. Không biết nó đi đâu hết rồi. Đây là một con BM2 các bác này. Đấy, cái dòng này thì nói về bên ngoài các bác nhìn nhé, rất là gọn. Đấy, nhưng bên ngoài nó gọi là vòm mà, nó thiết kế cái này rất là gọn. Nhưng mà thực tế ra bên trong, khi mà nhìn bên trong thì lại rộng hơn các đời khác. Đấy, nó mới là một cái thiết kế đỉnh cao của thằng National này. Mà nó phun nước, các bác nhìn được nó phun luôn bên trong, rất là hay luôn. Đấy. Mẫu này từ năm ngoái rồi, về trước em bán cực nhiều luôn. Đấy, năm nay thì không có hàng mấy. Điều khiển các tính năng, nói chung máy rửa bát thì các thế hệ nó không có gì khác nhau các nhé, đều là giống nhau hết thôi. Mã số 1 này, chất tổng thể các thứ này, số 2 khoai Nationa này thì đây, nó 208 là nó giải nghệ bán thương hiệu cho Panasonic rồi. Thế nên là sẽ không còn sản xuất ở đời khác nữa. Đấy, nội thất các bạn nhìn nhé, như này. Đấy, trông nó bên ngoài nó vậy nhưng bên trong nó lại rất là rộng, rất rộng luôn nhé. Mà toàn bộ các cái phần thân này nó đây bằng inox hết, vẫn rất là nhiều các bác khách hàng tìm kiếm cái dòng này. Đây, con máy khá là đẹp. Gioăng chỉ của bọn này các bác đừng bao giờ lo là nó hở hay là nó hỏng nhé. Đấy, nó chỉ có dụ như là theo thời gian thì nó chuyển màu đi một chút thôi, chứ còn bảo là để nó hỏng hay không thì không có các bác nhé. Không có hở và không có hỏng gioăng của máy này, đấy em khẳng định một điều 100% luôn. Mà các bác thích bao nhiêu cái gioăng em cũng có cho các bác nhé, thì em đầy một rổ. Chứ là bằng đừng bao giờ các bác mà bảo là sợ mua hàng lâu rồi là nó hở gioăng, không có chuyện đấy, em khẳng định 100% là như vậy luôn. Này, một chiếc na vòm rất là đẹp này, chiếc này em bán 2,8 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì các bác lô cho em, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Chào các bác.